Diễn đàn Mobile Marketing Việt Nam 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 10 tại khách sạn Intercontinental ASEAN Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện quốc tế về mobile marketing lớn nhất tại Việt Nam. Đến với sự kiện, người tham dự sẽ có cơ hội cập nhật những thuật ngữ và kiến thức mới nhất về mobile, cũng như chia sẻ của người trong cuộc về việc họ đã thành công như thế nào khi sử dụng mobile. Hãy đăng ký tham dự diễn đàn để tìm hiểu nhu cầu thị trường Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước.